chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Ngày hôm nay thì YouTuber 39 tuổi Ronaldo đã khuấy đảo cộng đồng mạng khi mà anh đã xô đổ mọi kỷ lục của nền tảng này. Chỉ mất 1 tiếng đồng hồ sau khi lập nick, anh đã đạt nút vàng và chỉ mất 11 tiếng là anh đạt nút kim cương, tương đương với 10 triệu người đăng ký. Thậm chí chính YouTube còn phải vào comment khen ngợi anh Bảy thì có thể hiểu được tầm ảnh hưởng của Ronaldo lớn đến cỡ nào. Theo như Ronaldo có chia sẻ thì mục đích anh lập ra kênh YouTube này là để thảo luận về niềm đam mê bóng đá. Cùng với đó thì anh cũng sẽ làm các cái nội dung về gia đình, về dinh dưỡng cũng như công việc kinh doanh. Hy vọng là Ronaldo, anh ấy sẽ không làm các chương trình như kiểu là Tổ Buôn 247 hay là Đàm Đạo Lịch Sử. Chứ nếu không thì rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh em được nhìn thấy Tuấn Tiền Tỷ. Hoặc trường hợp xấu nhất đó là Ronaldo còn làm hẳn cái mega livestream để bán hàng thì thôi toang luôn, cả làng cùng đi ăn cắp. Với thành tích chỉ trong 11 tiếng mà đạt được 10 triệu lượt đăng ký thì đây là kỷ lục mà các ngôi sao rất lớn như kiểu ngôi sao âm nhạc Jennie của Blackpink cũng không thể nào sánh nổi. Jennie có thể đạt được nút vàng sau 7 tiếng nhưng mà cô phải mất tới 3 năm mới có thể đạt được nút kim cương. Hay như kiểu kênh YouTube Hamster Combat, kỷ lục 7 ngày giành nút kim cương của kênh này cũng đã bị xô đổ mất rồi. Nhiều người còn đang cho rằng với cái đà này thì có khi nút Ruby của MrBeast, ông hoàng YouTube, có lẽ cũng sẽ sớm bị xô đổ mà thôi. Vì tài khoản Instagram của Ronaldo có tới 600 triệu lượt người theo dõi, cao gấp đôi lượt theo dõi của MrBeast hiện tại. Thế nhưng nếu lôi Hamster Combat, MrBeast hay là ca sĩ Jennie ra để so sánh với Ronaldo thì nghe vẻ hơi khập khiễng vì họ đâu có cùng ngành với nhau. Và nếu như có thắng một người phụ nữ thì cũng chả có gì vẻ vang với anh Bảy cả. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì cộng đồng mạng đang thi nhau ngồi so sánh về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của Ronaldo và đại kình địch của anh là Lionel Messi. Hàng loạt các bài viết với mục đích câu view đã được đưa ra rằng Messi lập kênh YouTube tận 13 năm nay rồi, thế nhưng mới chỉ được 2 triệu lượt đăng ký, không bằng con số lẻ của Ronaldo có được trong nửa ngày. Ở dưới thì hàng loạt những bình luận đấu khẩu nhau đã xuất hiện theo kiểu: đúng là cầu thủ của truyền thông có khác, nhiều lượt đăng ký hơn hẳn cầu thủ bóng đá. Nếu như anh em thích để video này nhiều view hơn thì anh em cứ việc ngồi comment kháy nhau ở phía dưới. Thế nhưng thực sự là em không muốn câu tương tác bằng kiểu đó làm gì cả, nó để làm gì đâu nhỉ. Cái mà em muốn bàn đến ở đây là việc đi tìm câu trả lời cho chuyện tại sao Messi hot như vậy nhưng kênh YouTube của anh ấy lập ra cách đây 13 năm cũng chẳng hơn cái kênh của một thằng ất ơ như Tuấn Tiền Tỷ là sao. Có hai lý do cho việc này, đi vào tìm hiểu chi tiết mới biết. Hóa ra chính vì lập kênh YouTube từ cách đây 13 năm, thế nên đó cũng chính là lý do đầu tiên mà kênh của ngôi sao bóng đá Messi đến bây giờ vẫn chỉ có hơn 2 triệu lượt đăng ký mà thôi. Lý do là bởi những năm 2011 thì các mạng xã hội đâu đã phát triển như bây giờ đâu. Thậm chí nhiều người lúc đó vẫn còn đang dùng Yahoo, Facebook lúc đó mới ra đời được có 5 năm mà thôi. YouTube cũng chưa có nhiều nội dung và cũng chưa có nhiều người dùng. Thậm chí YouTuber chưa trở thành một nghề như bây giờ. Chưa kể là công nghệ truyền thông của bóng đá ngày đó đâu đã phát triển như hiện tại đâu. Messi ngày đó đâu cũng đã nổi tiếng như bây giờ. Chính vì thế nên kênh YouTube của Messi lập ra từ ngày đó ít người để ý cũng là điều dễ hiểu. Minh chứng là những bài hát đình đám đã làm lên tên tuổi của Big Bang nổi tiếng cả thế giới như vậy mà up lên 15 năm nay còn chưa đạt nổi 100 triệu view. Thậm chí có những MV còn chưa được 4 triệu view cơ, không bằng mấy cái clip làng nhàng của những ca sĩ hạng cỏ tại Việt Nam. Đây là những minh chứng để thấy được cái thời điểm ra đòn nó quan trọng như thế nào. Ronaldo, anh ấy đã ra đòn quá đúng thời điểm. Thế nhưng cái lý do trên chỉ là cái ngọn mà thôi, còn bản chất thì vẫn là bởi Messi, anh ấy là một cầu thủ sống rất hướng nội. Cuộc đời anh ấy chỉ biết đến bóng đá và bóng đá, không mấy khi anh ấy chia sẻ các cái hoạt động ngoài lề của mình lên trên mạng xã hội. Messi dường như không mấy ham hố với những thành tích như này. Là một cầu thủ bóng đá thì Messi anh ấy cần nhiều quả bóng vàng hơn là cần những lượt like hay là lượt đăng ký như thế này. Chính vì thế nên kênh YouTube của anh ấy ảm đạm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nếu bây giờ Messi cũng lập tài khoản và kêu gọi các fan hâm mộ đăng ký thì cũng chưa biết là cuộc đua này sẽ như thế nào. Thế nhưng có nhìn vào kênh YouTube của Messi thì chúng ta mới có thể thấy được để làm được một kênh YouTube nó không hề dễ một tí nào cả. Không phải tự nhiên mà các ngôi sao hạng A họ chỉ khoe view ở trên YouTube thôi, chứ không bao giờ thấy họ khoe view ở trên các cái nền tảng khác. Tất cả đó là bởi kiếm được một view và kiếm được một lượt đăng ký ở trên YouTube nó chua thấy mổ luôn. Không có chuyện ăn may, không bao giờ có cái chuyện là nhảy nhót khoe vú mới đít cũng được cả triệu view cả.
bắt buộc nội dung của bạn trên đó phải chất lượng, vì hành vi của người dùng YouTube là người ta sẽ chủ động tìm đến mình chứ không phải là lướt lướt rồi bị động chẳng may gặp phải mình. Ngay cả cái lượt đăng ký ở YouTube cũng vậy thôi, bản chất nó không có một cái tác dụng gì cả, chỉ được thêm cái tiếng một xíu, chứ nhận nút vàng, nhận nút kim cương hay là nhận nút ruby thì cũng đâu có được tiền, đâu có được thêm cái lợi thế cạnh tranh gì đâu. Kênh YouTube nhiều lượt đăng ký nó cũng chẳng hề đảm bảo rằng up video lên đấy sẽ được nhiều view. Lượt view của các video up lên hàng ngày mà bằng 50% lượng đăng ký, thế là cụ tổ của giỏi luôn rồi. Còn bình thường ấy thì chỉ được khoảng 10% lượng đăng ký thôi là người ta đã mừng hết lớn luôn. Không tin thì anh em có thể vào xem các kênh YouTube rất lớn ở Việt Nam là thấy cực kỳ rõ. Đến như kênh YouTube của người nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, đó là ca sĩ Sơn Tùng MTP, có tới 11 triệu lượt đăng ký. Thế nhưng khi anh ấy đăng những cái clip hoạt hình lên cũng chỉ có 100.000 view mà thôi, tức là chỉ được bằng 1% lượng người đăng ký. Hay như kiểu kênh của người hot số 2 Việt Nam, đó là Tộc trưởng Độ Mixi. Kênh YouTube của anh ấy lên tới hơn 7 triệu lượt đăng ký, nhưng mà nhiều clip up lên cũng chỉ có 200-300.000 view, tính ra lượt xem cũng chỉ bằng 5% lượng người đăng ký mà thôi. Đây là minh chứng cho việc kiếm được một view ở trên YouTube nó chua như thế nào. Cuộc chơi trên đó là công bằng cho tất cả mọi người. Nay ông lên voi, mai ông xuống chó, đó là chuyện vô cùng bình thường. Nền tảng nó chả có thiên vị cho bất cứ một ai cả. Không có chuyện kênh ông nhiều lượt đăng ký, ngoài đời ông nổi tiếng hơn, clip ông làm chỉnh chu đầu tư hơn thì mặc định là ông sẽ nhiều view, lấy đâu ra chuyện đó. Nội dung ông nào đáp ứng được nhu cầu của khán giả hơn thì ông đấy ăn, có thế mà thôi. Cuộc cạnh tranh ở trên đó nó cực kỳ khắc nghiệt, nó chua hơn cả mẻ mà. Các ngôi sao hạng A, họ thường khoe lượng view mỗi khi ra bài hát mới ở trên nền tảng YouTube là vì vậy. MV nào họ được 100 triệu view thôi là họ sống phe phớn cả đời luôn được rồi, chứ đâu như kiểu mấy clip của ông Tuấn Tiền Tỷ đâu, lẹt đà lẹt đẹt. Thế xong rồi cuối clip nào rồi cũng lừa lừa chèn quảng cáo thức ăn dinh dưỡng Việt Tín, trời ạ. Nào là bên đó họ có những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực dinh dưỡng người Trung Quốc. Thế xong anh em có thể làm riêng một thương hiệu thức ăn chăn nuôi cho mình, làm đại lý phân phối cho bên Việt Tín cũng được luôn. Đặc biệt là bà con ở Thái Bình mà hợp tác với bên công ty thức ăn chăn nuôi Việt Tín thì chỉ cần đọc phát Tuấn Tiền Tỷ là được giảm ngay 5% vào việc luôn. Thông tin chi tiết về công ty dinh dưỡng Việt Tín em để ở phía dưới phần bình luận nhà sếp ơi.